Đó là Tết Nguyên Đán, đó là Tết Nguyên Đán. Chuyển phát nhanh, tôi sẽ đến ngay, đợi tôi một lát. Bố ơi, con đang nấu ăn mà con không thể rời đi được. Bạn đi xuống và nhận chuyển phát nhanh. Tôi sẽ không đi, đi một mình. Bố ơi, nếu bố đi, tôi sẽ cho bạn quả trứng ngỗng lớn này để ăn. Hành động và lời nói tạo nên sự khác biệt. Quá lười để giết bạn, hãy xem lần cuối cùng tôi trừng phạt bạn cách đây nhiều năm như thế nào. Tôi sẽ cho bạn một quả bom trứng ngỗng. Tôi sẽ đổ nước trứng ra trước. Cho pháo vào nữa. Xong. Bố nghe nói trứng ngỗng này nướng rất ngon. Vâng, nướng nó trước. Xi mau, bạn lại trêu chọc tôi. Bố ơi, con đang cố gắng xua đuổi vận rủi cho bố. Bạn đi cùng tôi. Bố ơi, hôm nay là đêm giao thừa. Đây cũng là lần cuối cùng ta trừng phạt ngươi trong năm nay. Bạn cũng đã làm việc chăm chỉ được một năm rồi. Bàn ăn này được tôi đặc biệt nấu để thưởng cho bạn. Xi mau, mặc dù bạn thường trêu chọc tôi, nhưng bạn đã suy nghĩ rất nhiều khi nấu bàn ăn này. Tôi tha thứ cho bạn. Bố ăn nhanh đi bố, hãy chăm sóc tốt cho cơ thể của bạn. Tôi sẽ tiếp tục trừng phạt bạn vào năm tới. Bạn là một tên khốn nhỏ. Tôi chúc bạn và gia đình hạnh phúc và thịnh vượng mỗi năm. Bố, tôi vừa nghe mẹ tôi nói, bạn bị chó hoang ở tầng dưới cắn. Vâng, vừa rồi. Đi nào, chúng ta hãy nhanh chóng đến bệnh viện và kiểm tra. Ô hát không sao, điều gì có thể xảy ra với con chó con? Ôi, chúng ta hãy đến bệnh viện và tiêm một mũi. Tôi nghe nói bệnh dại rất đáng sợ. Tiêm kiểu gì, sao có thể đáng sợ đến thế? Khỏe. Bạn thực sự ổn, vậy bạn có thể cho tôi một quả anh đào của bạn được không? Đưa nó cho bạn. Bố ơi, con ăn thật rồi. Ăn nó đi, thật nhiều điều vô nghĩa. Ôi, thế thì bạn sẽ ổn thôi. Tôi nghe người khác nói, anh sẽ bảo vệ thức ăn của người mắc bệnh dại. Tôi nên bảo vệ thực phẩm nào? Chỉ nghe lời nói nhảm của người khác. Tôi đi. Bố ơi, dừng lại. Bạn đang làm gì thế? Uống nước. Uống đi rồi để tôi xem. Uống nước có gì thú vị? Mời bạn uống lại và cho tôi xem. Hoàn thành. Bố ơi, đừng cử động, đợi tôi một lát. Cái này để làm gì? Bố ơi, hãy nhanh chóng đến bệnh viện với con nhé, đã quá muộn rồi. Xi mau, bạn đang làm gì vậy? Tôi không đi. Xi mau bạn. Bố đang làm gì thế? Những thùng này chiếm quá nhiều không gian, nghiền nát và bán làm giả trách. Được rồi, sau đó làm từ từ, bây giờ là ngày nghỉ, tôi sẽ chơi trò chơi. Mọi người hãy cẩn thận, ai đó. Chơi game trong dịp nghỉ lễ, anh ấy không đọc sách và không giúp tôi làm việc nhà. Bố ơi, bố có thể bóp nát cái xô này chỉ bằng một tay, bạn cần tôi giúp đỡ ở đâu? Nếu bạn có thể nghiền nát nó bằng một tay, hôm nay tôi có thể chơi bất kỳ trò chơi nào với bạn. Ôi bố, đây là những gì bạn đã nói, đừng hối tiếc. Đổ một ít rượu vào. Tôi lắc và lắc, đá tôi, đu tới cầu bà ngoại. Được rồi, bố, bây giờ hãy đốt tờ giấy và ném nó vào thùng, chỉ cần che lối ra. Trẻ vị thành niên không được phép bắt chước các thí nghiệm vật lý. Thật tuyệt vời, Xi mau. Bố ơi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì bố nên đọc thêm sách đi. Kiến thức là sức mạnh. Xuê ba, Xi mau. Ủa, bạn đang làm gì với đồ ăn nhẹ của tôi? Của bạn và của tôi là gì? Nhanh lên và nấu bữa ăn đi. Tôi sẽ quay lại ngay sau khi tôi ra ngoài. Bạn có dám lấy đồ ăn nhẹ của tôi không? Khịt mũi. Tôi đi, anh ấy thực sự đã lấy hết đồ ăn nhẹ của tôi. Hãy xem tôi trừng phạt bạn như thế nào. Cà chua và khoai lang. Một đêm. Ok, bước đầu tiên đã xong. Hãy để tôi cho bạn thấy sức mạnh của khẩu pháo ném của tôi một lần nữa. Chào. Đổ đầy toilet bằng đại bác trong một tuần. Được rồi. Ủa, bữa trưa đã sẵn sàng cho bạn. Cái quái gì đây? Tôi đã làm bữa trưa chỉ cho bạn. Bạn thử nó. Gần đến giờ rồi. Đau bụng. Không còn nữa. 1, 2, 3. Ôi. Xi mau bạn. Ai nhờ bạn đưa đồ ăn nhẹ của tôi cho những con chó khác? Đó là một con chó đi lạc trong khu phố của chúng tôi. Bây giờ chúng ta có điều kiện, bạn nên làm điều gì đó trong khả năng của mình để giúp họ. À, chính nó đấy. Bố, con xin lỗi. Bố. Bố ơi, bố bị sao thế? 4 xu, tôi cảm thấy khó chịu quá. Có lẽ tôi phải đến bệnh viện. Hãy gọi cho tôi nhanh chóng. Bố, con sẽ gọi điện sau. Xin chào, bố tôi hiện đang cảm thấy rất không khỏe. 2 món mì chua cay tôi vừa gọi. Tôi có thể vui lòng trả lại một bản được không?
4 xu. Tôi đang đến. Bố có chuyện gì thế? Đi đến cửa hàng đối diện và xem họ có bán bút đánh dấu không. Tại sao bạn không tự mình đi? Rất tiếc, tôi đang tạo và không thể rời đi. Ồ, được rồi. Nhanh lên. Biết nó. Bố ơi, con đã về rồi. Nó có được bán không? Nó có được bán không? Đưa tôi cái bút nhanh lên. Bố bảo con đi xem mà không bảo con mua. Không phải bạn. Còn tiền thì sao? Bố ơi, nhìn này. Tôi đã tiêu hết tiền vào đồ ăn nhẹ. 4 xu cho bạn. Bố có thể lên phòng được không? Ở đây hơi ồn ào. Tôi có thể làm gì đây, tôi cũng không muốn ho. Sau đó đưa tiền cho tôi sẽ mua thuốc cho bạn. Không có tiền. Được rồi, tôi sẽ mua nó cho bạn bằng tiền của tôi. Bị ho sao không ra ngoài mua thuốc? Tùy thuộc vào tôi. Bố ơi, con đã pha thuốc cho bố rồi, uống nhanh đi. Sẽ thật tuyệt nếu được như thế này sớm hơn. Tôi sẽ nghỉ ngơi. 10 phút sau. Bố ơi, đừng ho nữa. Tư Mão, ngươi mua loại thuốc gì? Thuốc nhuận tràng. Bằng cách này bạn sẽ có cảm giác buồn nôn khi ho. Thời gian trôi qua bạn sẽ không còn cảm giác muốn ho nữa. Bố ơi, xin hãy nhẹ nhàng ho, ho, ho. Không thể giúp được. Ôi, nó lại đến nữa rồi. Tôi ăn xong rồi. Ai trong số các bạn ăn xong cuối cùng và ai là người rửa bát? Tôi đi. Con ăn xong, bố nhớ rửa bát nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta đã ăn xong. Sau đó tôi ăn gà nướng một mình. Còn có gà quay nữa, tôi sẽ dọn cơm cho. Bố ơi, đến lấy cho con một cái đùi gà. Cái gì? Ăn xong nhớ rửa bát nhé. Nhớ rửa bát nhé. Tôi ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay. Tôi tức quá mà bạn dám lừa tôi. Tùy thuộc vào tôi. Đầu tiên tôi sẽ làm một hàng kẹo bạc hà, cho nó vào coca. Lắc lại lần nữa để chúng phản ứng đầy đủ. Bố đang làm gì vậy? Vừa đi phỏng vấn xin việc. Bố đã làm việc chăm chỉ và chuẩn bị cho bạn một chai cốc, hãy uống thật nhanh. Hôm qua có buổi giải siêu chuyên nghiệp thứ 58 ở cùng thành phố. Có một công việc bán hàng, anh bảo hiểm và buổi nhở. Việc điều trị rất tốt, hãy ăn mừng tối nay. Ôi, tôi không ngờ nó lại hoành tráng đến thế. 4 xu. Ai bảo bạn ăn hết gà nướng?